Rồi, xin chào anh em. Lâu lắm rồi mới trên tay một cái máy ảnh DSLR. Đó, mà lại là một cái máy DSLR cảm biến APS-C RAW thôi. Thì đây là cái máy mới nhất của Bentax. Trước khi nói về cái máy này thì chia sẻ với anh em một tí cái suy nghĩ khi cầm trên tay nó nãy giờ. Thì bây giờ là thời đại của máy ảnh không gương lật, mirrorless rồi. Bây giờ ai cũng nói đến máy ảnh không gương lật hết. Họ vẫn trung thành với cái chuyện sản xuất máy DSLR, có nghĩa là máy ảnh có gương lật và ngắm qua cái ống ngắm quang học chứ không phải là ống ngắm điện tử, các cái dòng máy không gương lật. Vậy thì chiếc K3 Mark 3 này Bentax đã làm gì với nó, có những nâng cấp nào và giá cả làm sao, và chúng ta coi thử là chúng ta có chọn lựa hay là đắn đo để sở hữu nó hay không. Cái phiên bản trước ra đời cách đây 6 năm thì rất là nhiều người chờ đợi một cái phiên bản nâng cấp mới, có những cải tiến. Thì cái phiên bản này trước hết là họ cải tiến cái cảm biến. Cảm biến của cái máy này là cảm biến BSI, có nghĩa là hệ thống các cái bên mặt điện, mà mạch điện nó nằm phía sau để nó thu nhận ánh sáng tốt hơn. BSI, CMOS và dĩ nhiên là kích thước của APS-C đó, 25.7 triệu điểm ảnh, và có một cái mức cái độ nhạy sáng ISO lên rất là cao, 1.600.000, rất là khủng khiếp. Mình nghĩ là với cái độ nhạy sáng ISO cao đó thì họ cái máy này có thể xử lý hay là chụp được ở trong cái môi trường thiếu sáng rất là tốt đó. Tốc độ chụp liên tục là 12 frame trên giây, và khi chúng ta chụp với cái chế độ AFC, có nghĩa là AF Continuous, lấy nét liên tục thì được 11 frame đó. Thì đó là cái nâng cấp cảm biến, cái thứ nhất. Cái thứ hai nhiều người chờ đợi đó là nâng cấp về các cái module, các cái hệ thống lấy nét tự động. Họ chờ đợi một cái sự cải tiến của Bentax, bởi vì cái phiên bản trước nó cũng có những cái giới hạn. Thì ở cái K3 Mark 3 này họ đã dùng một cái hệ thống lấy nét mới, nó gọi là SafeForce 13. Ở cái phiên bản trước là SafeForce 11. Thì cái hệ thống lấy nét này được nâng cấp mạnh mẽ hơn, nó có đến 101 điểm ảnh, trong đó có 25 điểm lấy nét chéo, hoặc là chúng ta hay gọi là điểm lấy nét chữ thập đó. Thì cái ở cái vùng trung tâm nó có 9 điểm lấy nét trung tâm, lấy nét ở tài khẩu 2.8 thì nó là sẽ đạt cái mức tốt nhất khi kể cả khi chúng ta chụp ở tình trạng thiếu sáng là trừ 4.5 EV đó. Mình giải thích một chút cái chỗ này, tại sao mà chúng ta nhắc đến thứ nhất là 101 điểm lấy nét. Thì ngày nay không phải là một con số khủng khiếp hay là số quá lớn, bởi vì các dòng máy của các nhãn hàng khác họ cũng cải tiến rất là nhiều những cái con số lấy nét như vậy, thậm chí lấy nét toàn khung. Ở đây có 25 điểm lấy nét chữ thập, có nghĩa là thường thường thì các cái điểm lấy nét khi mà chúng ta chụp hình á, nó sẽ lấy nét theo đường ngang hoặc là đường đứng. Thì để khắc phục cái việc mà hạn chế khi mà lấy nét đường ngang hay là đường đứng, thì khi mà mình lấy nét, nếu mà nó lên cái hệ thống lấy nét kiểu như đường ngang nó sẽ bắt được, nhưng mà đường đứng nó sẽ khó hơn. Sau này người ta cải tiến bằng cách là làm các cái điểm lấy nét chữ thập như thế này thì nó sẽ nhanh hơn, nó bắt chính xác hơn. Thì ở đây có 25 điểm như vậy. Ở vùng trung tâm thì khi mà chúng ta chụp ở khẩu 2.8 thì nó lấy nét rất là tốt, kể cả lúc mà thiếu sáng ở trừ đến 4, hơn 4 EV. Có nghĩa là thường thường khi mà chúng ta nói lấy nét trung tâm, có nghĩa là cái vùng mà lấy nét tốt nhất của cảm biến đó, thì người ta lấy khẩu 2.8 để người ta dễ tính. Thì ví dụ như ở trung tâm lấy nét tốt nhất ở khẩu 2.8 thì vùng gần rìa nó sẽ giảm đi, ví dụ như khẩu 4 hay là khẩu 5.6 sẽ mới đạt được tương đương như vậy. Đó, thì đó là cái hệ thống lấy nét của cái K3 Mark 3 này. Cái bộ xử lý là Rimmer thế hệ thứ 5. Thì Bentax nói là họ cảm thấy rất là tin tưởng vào cái tốc độ xử lý tái tạo hình ảnh đẹp hơn, khử nhiễu tốt hơn, tốc độ chụp liên tục 12 frame và rất là nhiều cái nâng cấp khác nữa. Rồi, một cái nâng cấp thứ ba rất là quan trọng đối với Bentax, đó là kính ngắm quang học. Đó, thì như chúng ta bàn với nhau rất là nhiều về cái chuyện là
máy mirrorless không gân lật hay là máy có gân lật thì nó khác nhau ở là cái ống ngắm quang học này rất là nhiều. Bentax họ vẫn có một cái niềm tin là để chụp hình một cách gọi là kích thích sáng tạo và có nhiều cảm hứng thì người chụp cần phải ngắm vào trong cái kính ngắm quang học. Có nghĩa là khi chúng ta ngắm vào đây thì cái cảnh nó sẽ hiện ra đúng theo như là chúng ta đo sáng, chứ không phải là qua cái ống ngắm điện tử giống như là cái máy không gân lật. Đó là một cái hình giả lập ở trên đó để chúng ta nhìn vô giống như nhìn vô cái màn hình tivi vậy đó. Còn đây là chúng ta ngắm quang học, có nghĩa là nhìn thấy cái cảnh thật bên ngoài và đúng như là khi mà chúng ta thiết lập setting các cái chế độ đo sáng như nào thì nó hiện ra y như vậy, thì nó tạo nhiều cảm xúc hơn. Đó là cái tiêu chí mà Bentax họ dựa vào để họ trung thành với cái chuyện là vẫn tiếp tục nghiên cứu và sản xuất máy ảnh DSLR có gân lật đó. Thì cái kính ngắm này trên phiên bản này Bentax đã cải tiến nó bằng cách là họ sử dụng cái lăng kính ngũ giác lớn và cái độ phóng đại của cái kính ngắm này nó là 1.01x, có nghĩa là nó lớn hơn khá là nhiều so với phiên bản trước, và nhờ vậy cho nên nó cũng tăng lên cái độ sáng hơn 10% so với phiên bản trước nữa. Thì đó là một cái nâng cấp quan trọng với cái dòng DSLR của Bentax. Ngoài ra thì những cái nâng cấp khác theo mình là để chạy cho kịp với lại các đối thủ mà thôi. Ví dụ như là khả năng quay video 4K tại 30p. Rồi những cái cải tiến phụ khác, ví dụ như là họ thiết kế các cái hệ thống nút bấm. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể gán một lần 5 cái function cho 5 cái phím nào đó trên cái danh sách 22 cái tính năng ở trong menu. Thì đó cũng là một cái cải tiến để người dùng có thể tiện dụng hơn. Hay là cái nút joystick điều khiển 8 hướng, chúng ta dịch chuyển cái điểm ảnh đó. Thì ở đây không phải là dịch chuyển điểm ảnh qua hay là lui tới hay là lên xuống, mà dịch chuyển cả đường chéo như thế này nữa. Nó rất là tiện dụng, và khi chúng ta dịch chuyển ở một vị trí khác trong khung, chúng ta bấm vô đây, bấm thẳng xuống điểm nét đó, nó nhảy về lại trung tâm rất là nhanh đó. Rồi các cái thiết kế như là các cái bánh xe hay là các cái điều khiển, chúng ta không có cần phải thao tác một lần hai ngón, ví dụ như phải bấm cái nút chốt mở khóa rồi mới xoay được, mà ở đây chúng ta chỉ có một cái nút khóa như thế này và chúng ta vặn thay đổi các cái khẩu độ hay là tốc độ mà chập rất là nhanh như thế này đó. Rồi về thiết kế thì Bentax vẫn đã nổi tiếng là thiết kế cái thân máy chống bám bụi, chịu thời tiết và không có thấm nước đó. Hồi trước thì mình đã test thử cái K1 là mình lấy vòi nước mình phun vào luôn. Thì cái thiết kế đó trên các phiên bản khác như là dòng K3 của Bentax họ vẫn làm như vậy. Đó là một cái thiết kế đã làm thành danh của Bentax rồi. Tức là về thiết kế thân máy bằng mai nhê cứng cáp chắc chắn, và cái hệ thống cao su cũng như cái gì chúng ta cảm thấy rất là chắc chắn và có thể quăng quật một cách nó tự tin hơn ha, khi mà chúng ta đi ra ngoài. Pin thì K3 Mark 3 này sử dụng cùng pin với K1 đó. Thì theo Sipa họ test thì chụp được 800 ảnh một lần sạc. Đây cùng pin như thế này, cùng pin với lại cái máy full frame đó, cái máy K1 đó. Chỉ hơi tiếc là không có cái cục sạc rời cho viên pin, mà bên tắc khi bán nguyên hộp này thì có một cái adapter như thế này, và chúng ta sạc máy qua cổng USB-C đó. Ở đây USB-C như nằm bên này. Rồi mặt sau thì anh em thấy là có cái LCD khá lớn ha, 3:2 hay sao đó, đó khá lớn. Và cảm ứng có nghĩa là chúng ta có thể chạm vào đây để lấy nét khi chúng ta chụp live view hay là điều chỉnh các cái tính năng ở trên màn hình này. Khi quay video 4K anh em vẫn có thể chạm vào đây để thay đổi nét hay là điều chỉnh để chúng ta hạn chế cái tiếng ồn khi chúng ta điều chỉnh bằng cái nút cứng đó. Nhưng mà cũng vậy, tiếc một điều là cái LCD này chúng ta không có lật ra được, cũng không có xoay lật gì được hết, nó nằm cố định ở đây. Chung chung ở các cái nhãn khác cũng vậy, nhưng mà Bentax đã nâng cấp cái khả năng chống rung này lên một cái mức khác, đó là nó có thể dao động ở gọi là dao động ở mức là 4 đến 5 khẩu, nâng cấp tốt hơn so với phiên bản trước. Rồi chống rung 5 trục cũng không phải là lạ với lại một cái máy ảnh
mình nghĩ là cần phải test cái này với những cái nâng cấp, ví dụ như là tốc độ lấy nét, tốc độ chụp liên tục, bộ đệm ha, bộ đệm khi chúng ta chụp liên tục, hay là cái test cái ISO ở 1.600.000 đó, coi thử là khả năng khử nhiễu của cái K3 Mark 3 này như thế nào. Một cái suy nghĩ sau cùng đó là cái giá. Thì cái giá này mình chưa biết ở Việt Nam chính thức là bao nhiêu, nhưng mà mình thấy trên mạng là khoảng 2.000 đô la Mỹ đó. Cái máy này vẫn là một cái máy mà về mặt thiết kế đó, chúng ta có thể là dùng cho công việc mà kiểu công trình, hay là những công việc hàng ngày mà chúng ta có thể va chạm nhiều, hay là cần một cái thiết kế mặt bên ngoài nó chịu thời tiết, nó chống bụi, chống nước, kiểu kiểu như vậy. Đó, không phải là cái máy để tác nghiệp theo kiểu làm nghề, mà hay là một cái máy cần phải có một cái cảm biến phun phêm, hay là một cái máy mà nhiều công nghệ như là cái máy không gương lật. Và Bentax vẫn có một số người dùng, cộng đồng riêng của họ, và rất là trung thành. Xin chúc mừng anh em xài Bentax với một cái phiên bản mới như này. Hy vọng là anh em sẽ vui vẻ với nó. Cảm ơn anh em.